bón, hỗ trợ cây trồng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây. Hãy dùng ngay phân bón Nika Crop. Đây là sản phẩm được tối ưu hóa fulvic acid, amino acid, vitamin và các chất kích thích sinh học tự nhiên khác, giúp cải thiện độ pH của đất, làm cho đất tơi xốp và màu mỡ hơn, cung cấp các dưỡng chất để bộ rễ phát triển một cách khỏe mạnh, đảm bảo cây có bộ độc mới dày, xanh và mập, giúp nuôi trái dưỡng trái, làm trái lớn nhanh và lên màu đẹp. Nó còn giúp tẩy da lu, da cám, mang lại cho quả một cách đẹp hơn, cải thiện khả năng chống chịu của cây trồng. Tỷ lệ pha 1 lít phân bón với 500 đến 1.000 lít nước. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn.